Mày lấy đi uống rượu về đây à? Đi về phòng nhanh. Tội anh ra, anh nghe nó móc mẹ em như thế mà anh để yên được à? Còn Trung, đi về phòng. Đến chỗ mày đi một trận. Mày giỏi mày lao đây. Nào, mày đây, mày đây, mày vào đây. Trung, anh Hùng nói đúng đấy. Khuya rồi, Lụa về phòng bật điều hòa ngủ cho nó mát đi. Chứ cứ đứng đây, Lụa ném qua một câu, con rảnh lém lại một lường. Còn gì là hàng xóm nữa, Lụa. Việc nhau mà, ông cũng thích gây sự à? Hả? Định gây sự với cả xóm à? Hả? Đi về, nhanh, Huệ. Nhiều khi ấy, em với thằng Nịch chỉ ước ấy, thời gian quay trở lại, bọn em sẽ chăm học hơn, để bây giờ đỡ phải vất vả. Ngày nào thật vất vả em, mình cũng ở trong hoàn cảnh của họ, mình không biết được. Lao động trí óc mệt lắm như mày tưởng mà. Cho nên là đừng có tị. Anh em mình là phải cố gắng thật nhiều. Từng tí một, kiểu gì nó cũng sẽ không khá. Hiểu chưa? Dạ. Còn bây giờ viết vài cái đây cho đời là không khá. Đáp mái. Đáp đi nắp. Đáp. Ây! Rồi! 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 Đáp! Đi cái... Rồi! Rồi! Từ lên đi! Từ lên hả anh? Ừ! Từ cái... Tầm quá xa! Yeah. Em làm được rồi. Lời ơi. Rồi anh trai không bảo em. Tao phải bất thình lình nó mới vui chứ. Cô chú thông minh. Lần đầu có người gặp đầu tiên mà vẫn nghe nói phát hiểu luôn. Anh hiểu anh mà. Lụa thì được vừa xinh vừa thông minh anh ạ. Mà Lụa là người mà học đại học duy nhất ở xóm này. Lời ơi, đáng thôn thế. Kệ tao. Không thôi bao giờ mới có vợ. Anh Biến ạ, bọn em thì bây giờ cũng chỉ làm kiếm ăn thôi, chứ cũng chả mong ước gì cao xa đâu. Sau này cũng chỉ mong kiếm được vợ như anh với anh Hiếu là nó gì lắm rồi. Anh nói thật với các chú chứ, mình cứ cố gắng chăm chỉ là đâu vào đấy hết. Anh nè, trước anh có nghĩ anh lấy được vợ đâu. Thế mà từ lúc tôi lấy vợ, thế là vợ biết khuyên bảo mình, thế là mình tu tỉnh ngay, thì mới được như hôm nay, rồi mới... Mình ngồi ở đây với cả cô các chú. Trong gia đình người vợ là người rất quan trọng. Người phụ nữ trong gia đình là phải biết chăm chỉ, yêu thương chăm sóc chồng con. Rồi phải biết đối đãi với họ hàng làng trên xóm dưới để làm sao cho người ta tôn trọng mình. Như cô đây này. Cô là người có học có hành. Anh nghĩ cô là còn phải chuẩn chỉ hơn những người ít học. Ông Lễ này hết nhiều không? Cái này cũng tùy thuộc vào mình thôi. Có người ở trong kia sắm đủ lẻ bộ là hết những 50 triệu cơ đấy. Ủa, ném mấy chục triệu hóa vàng cơ. Sợ nhỉ. Theo con là như thế này, giờ không có tiền thì cứ để dành mà lo cho em nó. Chứ giờ tốn tiền mà cúng bái như thế này khỏi bệnh làm sao được. Đêm qua tao cất túi dưới gối, sáng thì cứ thế xách đi, đi đến nửa đường mua đồ thì không thấy tiền đâu nữa. Cùng phòng cùng xóm mà như thế này đây, gọi điện thì không nghe mày. Này, mày đang nói con Lụa ấy hả? Nó chứ còn ai nữa, sao tôi lại khốn khổ khốn nạn đi đây hả trời? Mày khóc lóc cũng không giải quyết được việc gì. Phải thật bình tĩnh, từ từ nghĩ kỹ lại xem cất ở đâu, hay có khi rời đường thì sao? Hoài nói đúng đấy, có khi nào mày quên tiêu gì rồi không nhớ không? Có khi thế thật đấy. Có lần nhá, tao dọn đống đồ cũ, tự dưng lòi ra tới 5 lít mà tao không nhớ tao để từ bao giờ cơ. Hay mày tìm lại xem, có khi thấy ở ngóc ngách nào thì sao? Nhưng mà đây là 10 triệu. Hôm qua tao còn đếm rồi cất đi cơ mà, làm sao mà có thể nhầm lẫn được. Bây giờ mình là doanh nghiệp rồi, mình đi buôn chứ mình có nuôi cá đâu. Có tiền ý, chung vốn làm ăn với bác. Chắc em đi tìm cơ hội khác. Em đi lên thành phố. Lên trên này cuộc sống nó phức tạp lắm, chứ có giống như ở dưới quê đâu. Lạc quan lên. Thằng này có bất tài vô dụng nhưng cũng không chấp nhận người khác cắm sừng nhá. Anh lấy đâu ra suy nghĩ điên rồ đấy. Chủ Hiếu là người thế nào, anh Kỳ với em là người rõ nhất. Đói cho sạch, rách cho thơm. Anh phải học tính lạc quan như anh Mến ấy. Tôi tin một người mạnh mẽ như anh chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ tổ ấm của mình. Anh em mình là phải cố gắng thật nhiều.
từng tí một, kiểu gì nó cũng sẽ không khá. Đã đi thì phải kiên trì, không được nản chí. Lúc nào mình cũng phải có cái chí là tiến lên, không được lùi lại.